X51 Story mến chào quý thính giả. Pythagoras hay quen thuộc hơn với chúng ta là Pythagore là nhà toán học, khoa học, vĩ đại bậc nhất trong lịch sử. Ông là người đầu tiên tin và chứng minh được rằng tổng ba góc trong một tam giác luôn bằng 180 độ. Có lẽ chúng ta quen hơn với định lý Pythagore, nội dung chính như sau. Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bao giờ cũng bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại. Đây được coi là tiền đề cơ bản trong hình học và cũng chính định lý này khiến cho tên tuổi Pythagore nổi danh khắp thế giới. Những đóng góp của Pythagore cho khoa học là không thể đong đếm hết. Có một điều thú vị là nhiều người gọi định lý Pythagore bằng một cái tên khác là định lý 100 con bò. Theo truyền thuyết, vì quá vui sướng khi chứng minh được định lý trên, ông và các học trò đã giết liền 100 chú bò tốt để ăn mừng. Đây là định lý có nhiều cách chứng minh nhất trong lịch sử toán học. Nó thậm chí được coi là một biểu tượng toán học thâm thúy, bí ẩn, hay sức mạnh của trí tuệ. Nó cũng được nhắc tới trong văn học, kịch bản, âm nhạc, bài hát, con tem và phim hoạt hình. Thêm một điều ít ai biết là định lý Pythagore đã được biết đến từ lâu trước thời của Pythagoras, nhưng ông được coi là người đầu tiên nêu ra chứng minh định lý này. Cách chứng minh của ông rất đơn giản, chỉ bằng cách sắp xếp lại hình vẽ. Ngoài vai trò là một nhà toán học, Pythagore còn là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Lấy ví dụ, trong đời mình, ông đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực tôn giáo. Tuy nhiên, những khía cạnh này của Pythagore đã bị lu mờ trước ánh hào quang của định lý toán học của ông. Pythagore sinh ra vào khoảng năm 570 trước công nguyên và đã sống những năm tháng đầu đời tại Samos, một hòn đảo Hy Lạp ở vùng biển Đông Aegean. Cha ông là Nersatus, một người buôn đá quý, còn mẹ ông là Pitai. Từ nhỏ ông đã là một người lỗi lạc, thông minh xuất chúng, được theo học nhà toán học nổi tiếng Thales, và chính Thales cũng phải kinh ngạc về tài năng của cậu. Pythagore có hai hoặc ba anh em ruột. Một số nhà sử học cho rằng Pythagore đã kết hôn với một phụ nữ tên là Theano và có một cô con gái tên là Damo và một cậu con trai tên là Eleusis. Số khác cho rằng Theano là học trò của Pythagore, chứ không phải vợ ông. Tuy vậy, một số khác cho rằng Pythagore chưa bao giờ kết hôn và cũng không có con. Tuy rằng tình trạng hôn nhân của Pythagore vẫn là một đề tài được tranh luận, nhưng đa số đều đồng ý rằng vị triết gia này đã rời quê nhà vào khoảng năm 530 trước công nguyên do bất mãn với các chính sách của bạo chúa Polycrates. Chính trong khoảng thời gian này, hoặc có lẽ trước đó, Pythagore đã ghé thăm Ai Cập và Babylon, một số còn cho rằng ông đã đến Ấn Độ, và dần làm quen với những tôn giáo và phong tục của các nền văn hóa nơi đây. Đam mê theo đuổi và nghiên cứu học thuật, mãi đến những năm 50 tuổi, Pythagore mới trở lại quê nhà. Pythagore đã dừng chân ở Croton, thành phố Croton ngày nay, tại thời điểm đó là một thành phố Hy Lạp ở miền nam nước Ý, và được giao nhiệm vụ dạy học cho trẻ em và phụ nữ tại thành phố này. Pythagore đã trở thành một người có ảnh hưởng trong vùng, và thậm chí đã tạo dựng được một nhóm những môn đồ ở Croton. Ở đó, Pythagore đưa ra chương trình 5 năm học gồm 4 bộ môn chính là hình học, toán học, thiên văn và âm nhạc, nhưng chỉ có những môn sinh từ năm 3 trở lên mới được ông trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra, người ta còn nhớ tới ông như người sáng lập của trường phái Pythagoras, một tổ chức theo đuổi sự hoàn hảo về đạo đức. Những người thuộc đó sẽ sống trong trường, không được có sở hữu chung cũng như bắt buộc phải ăn chay. Trường phái Pythagore có niềm tin vô cùng lớn vào các con số. Họ tin rằng tất cả những gì tồn tại trên đời đều phụ thuộc vào các con số, kể cả sự luân hồi. Chính chúng tạo ra vật chất, con người, thế giới, vì vậy qua đó, có thể tiên đoán trước phần nào tương lai. Không những thế, những môn sinh của trường phái Pythagoras cũng luôn được chú trọng tới âm nhạc. Họ coi đó là nhân tố then chốt cấu thành cuộc sống và thường cùng nhau hát vang ca ngợi thần Apollo, dùng đàn lyre để chữa bệnh cho cả tâm hồn lẫn thể xác, hay đặc biệt là tăng cường trí nhớ bằng cách ngâm thơ. Một trong những khó khăn khi nghiên cứu những giáo lý của Pythagore là không có một tư liệu chép tay nào của ông còn sót lại. Do đó, ngày nay người ta cần phải dựa vào các nguồn tư liệu thứ cấp để tìm hiểu về các công trình của ông. Tuy nhiên, điều này làm nảy sinh một vấn đề khác, khi những thế hệ môn đồ sau này của Pythagore có xu hướng gán cho Pythagore các ý tưởng của chính họ. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể chắc chắn một vài điều về các giáo lý của Pythagore. Tuy rằng tư tưởng Pythagore đa phần tiếp nhận ảnh hưởng từ toán học, nhưng các môn đồ của ông còn tham gia vào lĩnh vực huyền bí. Lấy ví dụ, Pythagore có thể là người đầu tiên giới thiệu cho người Hy Lạp ý tưởng về sự bất diệt của linh hồn con người và sự luân hồi. Đây là một thách thức căn bản đối với tín ngưỡng truyền thống ở Olympia, vì việc đề cao linh hồn con người lên tầm bất tử đã hạ thấp giá trị của các vị thần trên đỉnh Olympus cũng như sự tôn thờ của người dân đối với họ, đồng thời nâng cao tầm quan trọng của việc chăm sóc, thờ cúng, làm lễ cho linh hồn người chết. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tổ chức đó lại có khá nhiều nguyên tắc kỳ lạ, ví như không được bước qua các thanh rằng hay nổi tiếng nhất là quy định không được động chạm vào hạt đậu dưới mọi hình thức. Việc chăm sóc linh hồn người chết như vậy có thể được quan sát trong lối sống của Pythagore, một bộ các đặc trưng có lẽ đã nhắm vào việc bảo đảm những kiếp luân hồi tốt nhất có thể trong tương lai.
Một đặc trưng trong lối sống của Pitago này là việc nhấn mạnh vào một chế độ ăn uống kiêng khem. Tuy nhiên, bằng chứng cho những chế độ kiêng khem này thường mâu thuẫn với nhau. Lấy ví dụ, một số nguồn cho rằng tất cả các loại thịt đều bị cấm, trong khi số khác cho rằng chỉ một số các loại thịt nhất định của các loài động vật không được sử dụng cho việc hiến tế mới cần phải được kiêng. Còn có những nguồn tin khác cho rằng không hề có việc cấm ăn thịt. Chế độ ăn uống kiêng khem nổi tiếng nhất của Pitago có lẽ là việc cấm ăn các loại đậu. Không có sự nhất quán về lý do đằng sau điều cấm kỵ này, và những đồn đoán thời cổ đại liên quan đến vấn đề này cho thấy thói quen này được coi là khá lập dị. Những lý do được đưa ra cho việc kiêng ăn đậu của Pitago bao gồm: đậu gây đầy hơi, từ đó ảnh hưởng đến giấc ngủ và sự thanh thản trong tâm trí. Hình dáng của đậu giống với tinh hoàn. Niềm tin cho rằng nếu hạt đậu bị vùi lấp trong phân, chúng sẽ biến thành hình người. Pitago là một nhân vật có ảnh hưởng khi lối sống Pitago, tuy rằng khá lập dị dưới cặp mắt hiện đại, vẫn được thực hành trong thế kỷ thứ tư trước công nguyên, khoảng một thế kỷ sau khi ông qua đời. Thêm vào đó, với thực tế rằng có rất nhiều tác giả cổ đại đã viết về ông, dẫu rằng quan điểm của họ thường mâu thuẫn với nhau, cho thấy ông cũng là một nhân vật được kính trọng. Dù thế nào đi nữa, thật đáng tiếc khi không còn công trình nào của Pitago được lưu lại, nghĩa là chúng ta không thể hoàn toàn chắc chắn về những giáo lý nguyên gốc của ông. Cuối cùng, cũng cần lưu ý rằng, ngày nay, Pitago nhà triết học thường bị làm lu mờ trước ánh hào quang của Pitago nhà toán học, bởi vì chính những đóng góp của ông cho toán học, chứ không phải cho triết học hay tôn giáo, đã làm nên danh tiếng của ông ngày nay. Tuy nhiên, chính danh tiếng của ông đã mang ông đến bờ vực sụp đổ. Người ta cho rằng Silon, một thanh niên trẻ xuất thân trong một gia đình quý tộc, đã bày tỏ nguyện vọng được tham gia nhóm của ông. Khi nguyện vọng của anh bị từ chối, anh đã tập hợp một nhóm những người chống đối Pitago để công kích ông. Kết quả là Pitago đã bị trục xuất khỏi Croton và phải rời đến Metapontum vào khoảng năm 500 trước công nguyên, và tại đây ông đã qua đời vài năm sau đó. Một cái chết rất láng xẹt. Giai thoại này kể rằng, do có nhiều mâu thuẫn nảy sinh, Pitago bị một toán người truy sát. Ông mải miết chạy mà không cần biết mình sắp tới đâu chỉ để bảo toàn tính mạng. Thế nhưng được một hồi, Pitago phát hiện ra mình bị một cánh đồng trồng đậu chắn ngang. Dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, nhưng do trường phái Pythagoras nghiêm cấm đụng chạm hay sờ vào đậu dưới mọi hình thức nên Pitago thà chết chứ không chịu chạy ngang qua cánh đồng đậu thoát thân. Và rồi kết quả là ông phải bỏ mạng tại đây chỉ bởi những quy định kỳ lạ về hạt đậu. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.